là vì quốc vận của Đại Liêu. Bệ hạ được lòng dân chúng nên tình nguyện chết vì bệ hạ. Việc làm của Di Thần là muốn họ sớm tận trung với bệ hạ, sớm giành được Đại Tống cho bệ hạ thôi, để Đại Liêu ta có thể thiên thu vạn thế. Khanh luôn miệng nói vì muốn giúp A Gia thống nhất thiên hạ, nhưng A Gia không thấy chiến công của Khanh, ngược lại chỉ nhìn thấy hành vi tàn bạo của Khanh. Bệ hạ, Di Thần thật sự là vì phồn vinh của Đại Liêu. Lần này chẳng những đồng tử phải hy sinh, cả tính mạng của Di Thần cũng gặp lại chung với Thiên Môn Trận. Nếu bệ hạ có thể đi cùng với Di Thần, ắt sẽ hiểu được việc làm của Di Thần. Gia luật Hạo Nam, Khanh đưa A Gia tới đây là để xem việc làm độc ác của Khanh à? Vừa rồi A Gia nhìn thấy xác của mấy đứa trẻ ở trong rừng. A Gia biết việc làm của Khanh còn khủng khiếp hơn A Gia nghĩ gấp trăm ngàn lần. Sao Khanh có thể tàn sát những đứa trẻ ngây thơ vô tội như vậy? Gia luật Hạo Nam, Khanh thật sự quá tàn nhẫn, quá độc ác. A Gia hối hận tin lời sàm tấu của Khanh. A Gia phải trừng phạt Khanh thật nặng. Bệ hạ yêu dân như con thật sự là phước của Đại Liêu, nhưng bệ hạ tuyệt đối đừng quên lịch sử là phải giết bằng máu. Đủ rồi, đừng nói nữa. A Gia không muốn nghe Khanh sàm tấu. Ở đây là Thiên Môn Trận, túc cung của Lộ Thượng Mai Thi. Cái này là trái tim của Hạo Nam. Di Thần đã từng nói sẽ dùng tính mạng của mình kết hợp lại với Thiên Môn Trận, tức là trái tim này, và đám đồng tử đó có thể hy sinh vì đại nghiệp của bệ hạ, Di Thần cũng có thể hiến cả trái tim của mình. Đại Liêu sống, tim thần còn. Đại Liêu vong, tim thần cũng hóa thành tro bụi. Tất cả những gì hôm nay thần làm hoàn toàn là vì nữ chúa, vì Đại Liêu. Hạo Nam, A Gia đã trách lầm Khanh, nhưng mà Hạo Nam không có tim, làm sao có thể sống? Di Thần dùng tạm tim của các đồng tử tế Thiên Môn Trận, tạm thời không sao. Hạo Nam, đúng là Khanh tận tâm tận lực, thật vất vả cho Khanh. Có thể góp sức cho nữ chúa, Di Thần chết không hối tiếc. Hôm nay đã hoàn thành Thiên Môn Trận, sau này thần dùng kế dụ Dương gia tướng vào trận, chỉ cần tiêu diệt tinh binh Đại Tống. Vậy muốn diệt Tống chỉ là một ngày gần đây thôi. Hạo Nam, Khanh không tiếc hy sinh bản thân, tận tâm tận lực với Đại Liêu, A Gia lấy làm cảm động. Sau này nếu Khanh có thể giúp A Gia giành được thiên hạ, A Gia tuyệt đối không quên công lao vĩ đại của Khanh. A Gia sẽ lấy miếng đất của Bắc Hán năm xưa trả lại cho Khanh, để Khanh được toại nguyện. Di Thần khấu tạ nữ chúa, sau này Di Thần phục quốc, suốt đời sẽ xưng với Đại Liêu là thần, để đền đáp thiên ân. Khởi bẩm bệ hạ, tiêu đại nhân có gì cầu kiến. Mau truyền. Tuân chỉ. Tham kiến bệ hạ. Vạn tuế. Bình thân. Tạ bệ hạ. Tiêu Ái Khanh, Khanh tìm A Gia có chuyện gì bẩm báo? Bẩm bệ hạ, Nam Viện Đại Dương Gia Luật Tôn Nguyên vừa mới trở về Lâm Hoàng, người đi cùng có cả Dư Tái Hoa đang đợi bệ hạ đỉnh đoạt. Được, đưa họ tới biển điện, A Gia sẽ tới ngay. Dạ bệ hạ.
Ra, bỏ lại cây gậy trước. Mời. Nữ chúa bệ hạ giá đáo. Tham kiến bệ hạ. Bình thân. Ta bệ hạ. Ta bệ hạ. Thần dân Tống Triều, Thái Nguyên Thiên Ba Phủ Diêu Tái Hoa tham kiến nữ chúa bệ hạ. Thật không ngờ Dương gia nữ thái quân danh chấn thiên hạ cũng tới đây. Mau ban tọa. Dạ. Ta bệ hạ, danh tiếng thấp hèn của lão thân đâu có gì đáng kể. Với thảo dân như lão thân đây, nay có thể ngắm dung nhan của bệ hạ, thật lấy làm vinh hạnh. Nam Diện Đại Dương đi suốt mấy ngày đường, có lẽ đã mệt rồi. Đã tại bệ hạ quan tâm, bệ hạ không chê bai thần, đã giao trọng trách. Dĩ nhiên thần phải làm hết mình. Cũng may không phụ sứ mệnh. Trong thư khanh nói khanh ở Tống Quốc nhận tổ quy tông, chuyện này thật ra là sao? Thần chưa được bệ hạ ân chuẩn, tự biết tội đáng chết. Nè, Nam Diện Đại Dương có tội gì chứ? Mau đứng lên đi. Bệ hạ, có câu bách hành hiếu di tiên, nhận tổ quy tông là chuyện đương nhiên, sao ai gia lại trách tội khanh? Nếu Tôn Nguyên không nhận tổ quy tông, vậy thì khác gì cầm thú, ai gia sẽ xem thường khanh. Nè Tôn Nguyên, mau đứng lên đi. Bệ hạ nói rất đúng. Bệ hạ có thể niệm tình như vậy, lão thần thay người của Thiên Ba Phủ khấu tạ bệ hạ. Hai người cốt nhục đoàn tụ thật đáng vui đáng mừng, ai gia mừng cho hai người đó. Có câu mọi chuyện là do ý trời, tứ lang con lão năm xưa lưu lạc quý quốc, biệt vô âm tín, không ngờ linh dị còn trên cõi đời, để lại đứa con Tôn Nguyên. Tội nghiệp Tôn Nguyên từ nhỏ đã mất song thân, may được bệ hạ thương xót đích thân nuôi dưỡng. Công ơn dưỡng dục lớn lao này, Tôn Nguyên và người của Dương gia luôn khắc ghi trong lòng. Tôn Nguyên và ai gia là tình gì cháu? Tôn Nguyên mất cha mẹ từ nhỏ, di mẫu như ai gia chỉ làm tròn bổn phận. Kể ra tiểu điệp này và ai gia là có duyên trời định. Tôn Nguyên, khanh còn nhớ không, lúc còn nhỏ khanh bị bệnh nặng, ai gia sợ là khanh không giữ được tính mạng, ai gia ngồi bên giường bệnh của khanh 3 ngày 3 đêm. Cũng may khanh có thể quá giữ thành lành. Tôn Nguyên, khanh còn nhớ chứ? Lần đó bệ hạ đã rơi lệ vì Tôn Nguyên, Tôn Nguyên làm sao có thể quên được. Con người của Tôn Nguyên rất trọng tình trọng nghĩa, cho nên khanh ấy về nhận tổ quy tông cũng là lẽ đương nhiên thôi. À, phải rồi, thái quân từ nơi xa xôi tới đây, sao ai gia có thể quên lễ nghi của Đại Liêu? Người đâu, mau truyền lệnh yến tiệc ngày mai, tổ chức Ngọc Quế Điện tẩy trần cho lão thái quân. Tuân mệnh. Được bệ hạ niệm tình, lão thân thật không dám nhận. Hôm nay lão thân có một chuyện thỉnh cầu, mong bệ hạ ân chuẩn. Thái quân thỉnh cầu chuyện gì? Cháu dâu Nguyễn La được bệ hạ đón vào trong cung, nay nó đang mang thai, lão thân rất lo. Bệ hạ có thể ban lão thân được gặp nó không? Thái quân thỉnh cầu chuyện này à? Thái quân không cần phải lo, Nguyễn La đã mang thai, ai gia đã cho người sắp đặt một nơi yên tịnh để khanh ấy yên tâm tịnh dưỡng. Thái quân rất muốn gặp mặt cháu dâu à? Thật ra thời gian còn dài, cũng không cần phải nóng lòng. Ai gia nghĩ
lão nên tắm tẩy bụi trần. Mọi chuyện A Gia tự biết sắp đặt rồi. Ý của Thái Quân thế nào? Tôn Nguyên và Nguyễn La ly biệt đã lâu, mong bệ hạ ban cho họ được đoàn tụ để tỏ lòng nhớ mong, an hưởng đoàn viên. Tôn Nguyên, nội của khanh đối với phu thê khanh đúng là hết mực thương yêu. Hậu ái của trưởng bối khanh phải khắc ghi trong lòng đó. Thần ghi nhớ lời dạy. Thật ra không phải A Gia không biết khanh rất nhớ hiền thê, nhưng mà A Gia xem Nguyễn La như là con gái của A Gia vậy, đã cho ngự y sớm tối chăm sóc khanh ấy. Bây giờ Nguyễn La phải được yên tâm tịnh dưỡng. Chuyện khanh về đây, A Gia sẽ cho người báo bình an với khanh ấy. Và cả Thái Quân, A Gia cũng tiếp đãi chu đáo. Khanh nó đã đi đường vất vả, nếu không có gì, về Nam Diện nghỉ ngơi đi. Bệ hạ. Về đi. Thần cáo lui. Người đâu? Dạ. Mau dọn sẵn phòng, nghênh đón lão Thái Quân. Tuân mệnh. Bộ phim truyện Hồng Kông Một Khối Anh Đại Phá Tiên Môn Trận với sự tham gia của các diễn viên: Tiêu Ân Tuấn trong vai Dương Tôn Bảo, Trần Tước Văn trong vai Một Khối Anh, Lâm Dĩ Thần trong vai Gia Luật Hạo Nam, Văn Tụng Nhàn trong vai Dương Bài Phong, Bào Khởi Tịnh trong vai Sài Quận Chúa, cùng một số diễn viên khác.